Thì cái bánh mì sandwich chúng ta sẽ cắt như thế này, chúng ta sẽ đo cái con tôm của chúng ta. Làm sao để nó lòi được cái phần đuôi ra. Tôm như thế này thì mấy bạn sẽ nói à, làm sao làm được con tôm thẳng như thế này. Rồi mấy bạn sẽ lấy một cái khăn giấy, để mấy bạn để con tôm lên đây. Rồi mấy bạn lăn vậy. Thì khi đó con tôm sẽ thấm nước vào đây và con tôm nó sẽ thẳng này các bạn. Đó, hai mấy bạn. Rồi, sau khi chúng ta cứ làm đều như vậy hết 12 con. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cán cái phần này ra. Cán cái phần bánh mì sandwich ra. Cán đều ra hết. Rồi, thế ba bạn mới lấy cái muỗng, mấy bạn phết cái giò sống này ra. Để nó giò sống lên đây. Các bạn phết ra. Rồi, các bạn phết ra lên đều lên cái bánh mì sandwich như thế này. Rồi, bắt đầu mấy bạn cuộn, để tôm vô, đưa cái đuôi ra. Rồi mấy bạn cuộn tới. Rồi, khi cuộn tới như vậy nè, bắt đầu nó sẽ chặt lại. Rồi mấy bạn ơi, mình nhắc chú ý cái phần này nha. Con tôm nó có cái phần đuôi này nè, nhọn đây mấy bạn ngắt bỏ giùm mình, chứ không khi chiên nó sẽ nổ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm hết 10 con tôm, 12 con tôm này như vậy luôn. À, sandwich của chúng ta, sandwich cuộn tôm của chúng ta đã cuộn xong hết mấy bạn. Thì bắt đầu mình chiên. Khi chiên như vậy á, thì mấy bạn sẽ chiên cái lửa vừa thôi, đừng có chiên quá lớn. Quá lớn thì cái phần là ngoài sandwich đã cứng chín, mà trong tôm thì chưa chín. Nhưng mấy bạn nhớ chú ý cho mình là nhớ cắt bỏ cái phần, ngắt bỏ cái phần đuôi này đi nha. Không để nó sẽ bị nổ nha mấy bạn. Nó nổ dữ lắm, tại vì cái phần đó nó sẽ đậm nước. Rồi khi chiên mấy bạn chú ý cho mình là mấy bạn để cái mối. Cái mối có nghĩa là cái phần cuộn này nè, cái mối này nằm xuống dưới này nha mấy bạn. Rồi mấy bạn cẩn thận nha, nếu như lau con tôm không có khô á thì khi chiên con tôm nó sẽ nổ đó. Thành ra mình phải cẩn thận chút xíu. Rồi, sau khi cái món cái này của chúng ta ra thì các bạn có thể là chấm với tương ớt hoặc tương cà tùy gia đình có em bé nhỏ hay không. Thì chúng ta sẽ kéo những cái sợi tương ớt lên đây, tương cà lên đây cho nó đẹp ha mấy bạn ha. Rồi, đây là món tôm bánh mì sandwich cuộn tôm chiên của chúng ta đã xong. Thì mấy bạn có thể thích ăn béo hơn thì mấy bạn có thể kéo mayonnaise lên. Nhưng mà đối với mình thì đã vậy là mình thích rồi, có vị chua ngọt của tương cà, vị thơm của mì sandwich, vị ngọt của tôm. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái món ăn của mình nha.